Chào bạn, trong ngày hôm nay thì mình sẽ nói về cái tư duy marketing, những cái khái niệm và những cái phương pháp hình thành và những sai lầm mà thường tưởng về nó. Đó là vấn đề đầu tiên là ta phải tìm hiểu như thế nào là marketing. Thuật ngữ marketing được đưa ra, marketing là một hoạt động của con người để hướng vào việc là đáp ứng nhu cầu, những cái ước muốn của người tiêu dùng thông qua cái quá trình trao đổi. Trong kinh doanh hiện đại thì marketing nó có một cái vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp, tạo ra khách hàng thông qua chủ động đáp ứng nhu cầu của khách hàng, thiết lập và giữ các mối quan hệ với khách hàng, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh và định hướng cho cái sản phẩm dịch vụ. Thứ hai là tư duy, chúng ta hiểu là cái quá trình nhận thức lý tính thông qua việc tiếp nhận thông tin kiến thức. Con người tiếp nhận những cái kiến thức từ bên ngoài về một sự vật, hiện tượng khách quan, thông qua đó hình thành nên cái nền tảng định luận để đưa ra những kết luận về cái vấn đề cụ thể nào đó. Từ hai khái niệm trên thì chúng ta có thể hiểu rằng là tư duy marketing là bạn phải bắt nguồn từ những hiểu biết về doanh nghiệp, về sản phẩm, về dịch vụ của doanh nghiệp, những cái đặc thù về thương hiệu, từ đó để thiết kế nên những cái thông điệp thống nhất và phù hợp để tạo nên những cái nhận thức, khơi gợi nên những cái nhu cầu từ từ khách hàng. Tư duy marketing đối với doanh nghiệp. Một, tư duy về marketing là luôn hướng về những ý tưởng mà mỗi cá nhân hoạt động trong công ty là tổ chức luôn phải tập trung vào câu hỏi, đó là tôi xây dựng cái nhận thức khách hàng, triển vọng và hiện tại thông qua hoạt động marketing như thế nào. Mặc dù tất cả các nhân viên trong đó có chủ doanh nghiệp đều hiểu rõ công việc của họ, nhưng không phải tất cả đều có thể tập trung hay là trả lời về câu hỏi tư duy của mình, đặc biệt là về tư duy marketing. Thì nếu muốn thu được nhiều lợi nhuận thì trong bất kỳ thành viên nào trong tổ chức của bạn cũng luôn luôn có tư duy về về marketing. Tư duy bắt đầu từ bạn. Điều hành một doanh nghiệp không đơn thuần chỉ là sản xuất ra sản phẩm hay là dịch vụ và tiết kiệm chi phí đâu. Trong kinh doanh hiện đại, bạn không thể bán một sản phẩm hay là dịch vụ nếu không ai biết đến chúng. Nếu doanh nghiệp không làm marketing thì không khác gì việc bạn đứng trong bóng tối và nháy mắt với một người đẹp. Trong kinh doanh ngày nay, bạn luôn phải suy nghĩ như một chuyên gia marketing để đảm bảo tình trạng đó không bao giờ xảy ra. Có thể khẳng định rằng tư duy marketing tổng hợp chính là yếu tố sống còn đối với một chiến lược marketing nói riêng và sự thành công của một doanh nghiệp nói chung. Tư duy marketing không chỉ đơn thuần bạn nghĩ là biểu tượng, là thông điệp hay là bao bì, nó là cách suy nghĩ của bạn đối với việc phối hợp ăn ý các hoạt động nhằm mục tiêu đạt được vấn đề marketing đó. Nó cũng liên quan đến vấn đề gắn kết tất cả hoạt động với sứ mệnh của công ty hay là tổ chức. Các hoạt động này gồm có là hiểu biết về thị trường mục tiêu, khuyến khích khách hàng mua sản phẩm, đó là mục tiêu cuối cùng, và tìm hiểu lý do tại sao chọn sản phẩm, đánh giá được cái kế hoạch và thực hiện được cái hoạt động liên quan đến việc phát triển quan hệ khách hàng hiện tại cũng như là khách hàng triển vọng. Vậy thì giải pháp hình thành tư duy marketing như thế nào? Liệu cái tư duy có sẵn trong chúng ta ngay từ khi sinh ra không? Câu trả lời là không. Tư duy phản ánh được cái niềm tin và cái quan điểm. Nó là một cái thói quen hình thành thông qua quá trình rèn luyện. Do đó chúng ta phải học hỏi và chúng ta phải phát triển tư duy. Điều này cũng đúng đối với tư duy marketing. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng muốn thành công trong kinh doanh, bạn phải có đủ ba yếu tố, đó là những yếu tố sau đây: kiến thức về marketing, kỹ năng thực hiện và thái độ làm việc chuyên nghiệp. Những kỹ năng cần có để về một chuyên gia digital marketing hình thành được cho một bản thân về tư duy marketing thông qua quá trình học tập kiến thức, thành thạo việc lập website,
hiểu được quảng cáo là gì và cách thực hiện một quảng cáo sáng tạo như là SEO, phân tích từ khóa SEO, tức là để lập nên một kế hoạch SEO về mobile marketing, email marketing, social marketing. Phương pháp để hình thành và duy trì tư duy marketing là thường xuyên nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn, report về marketing và các công cụ marketing để bắt kịp cái xu hướng chuyển đổi rất nhanh của ngành, tiếp xúc gặp gỡ với mọi người để xây dựng mạng lưới và mối quan hệ, theo dõi, cập nhật thông tin về những người mà bạn gặp gỡ, liên tục xem xét, kiểm định và đánh giá hoạt động marketing, bao gồm như là đầu mối liên lạc này, tính chất đặc thù công việc này, lập kế hoạch này, sử dụng kế hoạch như một tài liệu hướng dẫn sinh động và thực tế. Vấn đề tiếp theo nữa là mình đề cập, đó là những sai lầm về marketing. Sai lầm đầu tiên, marketing là quảng cáo PR tiếp thị, giống như là con voi là cái tai, cái vòi, cái đuôi vậy, cực kỳ phiến diện và khiến cho mọi người nhầm lẫn hoàn toàn giữa các khái niệm này. Bản thân marketing không thể dịch chính xác sang tiếng Việt, thế là nó có đến 5 người 10 ý về từ này. Nghề này hay là nghề khác, marketing là quảng cáo, là PR là tiếp thị. Điều này không đúng. Marketing ngắn gọn là đáp ứng nhu cầu khách hàng và đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Cái khác biệt lớn nhất giữa marketing đối với đối tượng đó là tư duy. Tư duy của một người làm PR là làm như thế nào để người khác, báo chí hay khách hàng chủ động nói tốt về mình. Tư duy của người làm sale, tức là bán hàng ấy, là làm thế nào để người khác mua hàng của bạn, càng nhiều càng tốt, miễn là đẩy được hàng đi, thu được nhiều tiền, thì mọi phương tiện như là khuyến mãi này, giảm giá, trò chơi đều là hợp lý. Tư duy của một người làm branding là làm thế nào để hình ảnh công ty in thật đậm vào tâm trí người dùng nhất có thể, tiêu tiền bao nhiêu cũng hợp lý, nhưng thu tiền về thì không nặng về sale. Tư duy marketing là thống nhất và kết hợp điều chỉnh hài hòa tất cả tư duy trên. Marketing phải đặt mục tiêu thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng, đem về lợi nhuận, thị phần và thương hiệu. Tư duy marketing hướng đến người tiêu dùng ấy, nặng về lợi nhuận. Lầm tưởng thứ hai đó là chỉ những doanh nghiệp lớn mới cần marketing bởi vì nó rất tốn kém. Điều này không đúng. Cần có một sự thật, có một sự thật đáng buồn là phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, không có phòng marketing trong công ty. Họ cho rằng bộ phận marketing chỉ cần thiết đối với doanh nghiệp lớn, tập đoàn lớn, còn đối với cái doanh nghiệp nhỏ thì có phòng kinh doanh, phòng sale là đủ rồi. Đấy. Chỉ doanh nghiệp lớn mới cần marketing. Điều này có đúng hay không? Đây là một quan niệm sai lầm và nguy hiểm. Marketing quyết định doanh nghiệp bán cái gì, bán cho ai và bán khi nào. Vậy nếu không có bộ phận marketing hoặc không có ai có tư duy marketing trong công ty thì việc này sẽ được quyết định ra sao? Hay doanh nghiệp thích sản xuất cái gì thì sản xuất cái nấy. Đấy, giỏi về cái gì thì làm cái đấy. Bán hàng như thế nào là việc của sale, đúng không? Về lâu dài thì chưa biết sản phẩm đi về đâu, chứ đừng nói đến là thương hiệu. Nếu nói rằng làm marketing rất tốn kém, doanh nghiệp không đủ để làm được thì điều này chưa chính xác. Bởi vì marketing là một quá trình với rất nhiều yếu tố để đạt được những mục tiêu, chứ không phải là đốt tiền để chạy quảng cáo đâu. Với nền tảng marketing vững chắc thì bạn thậm chí có thể thỏa mãn nhu cầu khách hàng với những cái chi phí rất là nhỏ bé, rất là tối thiểu. Cái sai lầm thứ ba là phải thật sáng tạo. Vì sao em bạn thích marketing? Vì bạn rất thích được sáng tạo. Hoặc là anh thấy tư duy của bạn là của em là ổn lắm, kỹ năng cũng được nè,
nhưng sao không làm marketing? Đó là tư duy sai lầm. Đấy. Em không cần phải là một nghệ sĩ không có sáng tạo thì làm marketing sao nổi. Sai sai, đó là những cái vấn đề sai lầm. Sáng tạo dĩ nhiên là tốt, nhưng nghề này nó không phải là yếu tố quyết định. Marketing là sáng tạo dựa trên thực tế thị trường, tức là bạn phải dành phần lớn thời gian để nghiên cứu tất cả mọi thứ, thị trường, đối thủ, khách hàng, rồi từ đó mới quyết định xem là bán cái gì, bán chai, bán như thế nào, kế hoạch làm sao cho phù hợp nhất. Marketing yêu cầu một cái đầu biết tư duy đúng hướng, chuẩn và tư duy khoa học. Nếu chỉ ăn bằng vốn sáng tạo đơn thuần thì bạn nên làm cái ngành quảng cáo thay vì làm marketing. Và chúng tôi lưu ý cho bạn rằng muốn sáng tạo trong marketing thì vẫn phải hiểu về những cái về in-sale này, insight này, behavior này của khách hàng bạn. Nếu chỉ ăn bằng vốn sáng tạo đơn thuần thì bạn nên làm ngành quảng cáo. Đó là tất cả những điều mà mình chia sẻ trong cái buổi ngày hôm nay, và hẹn gặp lại bạn ở trong cái buổi chia sẻ ngày tiếp theo.